Phương Thúy xin trân trọng giới thiệu tập số 23 của bộ tiểu thuyết tình cảm mang tên Yêu em đến thiên trường địa cửu. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh MC Phương Thúy các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau một đêm mê man thì Tiểu Kiệt cuối cùng cũng tỉnh lại. Cậu bé ngơ ngác loạng choạng đi ra khỏi phòng và khoảnh khắc Kiều Nhãn Linh chạm tay vào nắm cửa thì cánh cửa bỗng nhiên bật mở từ bên trong. Kiều Nhãn Linh sững sờ, cô nhìn thấy thân hình nhỏ bé của Tiểu Kiệt đứng ở trước mặt mình. Thằng bé đang dụi mắt nhìn cô, vẻ mặt mông lung, mặt của Tiểu Kiệt đỏ bừng lên, trên trán còn lấm tấm mồ hôi. Gương mặt bánh bao Tiểu Tụy đi trông thấy, nhìn thằng bé vô cùng mệt mỏi, mất hết dáng vẻ năng động ngày thường. Tiểu Kiệt ngước đầu lên, ngẩn ngơ nhìn Kiều Nhãn Linh, rồi bỗng nhiên chạy ào vào trong lòng cô. Cô cũng xúc động ôm lấy thằng bé. Cơ thể của Tiểu Kiệt nóng hầm hập như hòn than. Kiều Nhã Linh cảm thấy vô cùng đau lòng. Cô hết vuốt tóc lại xoan lưng thằng bé, nghẹn ngào nói. Tiểu Kiệt, sao lại ốm ra nông nỗi này, khổ thân em. Hoàng Tuấn Khai đứng ở phía sau, lặng người nhìn một lớn một nhỏ ôm nhau đầy tình cảm. Tiểu Kiệt gục đầu vào hõm vai của Kiều Nhã Linh, Dường như mấy bước đi vừa rồi đã rút cạn hết sức lực của thằng bé, mắt của Tiểu Kiệt khép hờ, thằng bé vẫn chưa tỉnh táo hẳn sau giấc ngủ dài vừa rồi, thế nhưng cánh tay của nó vẫn ôm chặt lấy Kiều Nhã Linh, cánh môi nhỏ mấp máy điều gì đó, "Chị xin lỗi vì đã không ở bên em lúc ấy, chị thật sự rất xin lỗi." Một giọt nước mắt lăn dài trên má của Kiều Nhã Linh, cô tự trách bản thân rất nhiều rằng tại sao khi ấy lại không kiên quyết để Tiểu Kiệt ở bên mình. Hoàng Tuấn Khải trầm mặc nhìn Kiều Nhã Linh, thấy cô khóc, trai tim anh cũng rất đau. Hoàng Tuấn Khải quay mặt ra chỗ khác, không nén được tiếng thở dài. Kiều Nhã Linh nhìn Tiểu Kiệt từ đầu đến chân, đưa tay áp lên trên trán của Tiểu Kiệt, nóng đến bỏng tay. Bộ dạng hiện tại của thằng bé khiến cô rất lo lắng. Một đứa trẻ mạnh khỏe hoạt bát như vậy, không ngờ bây giờ lại trở nên yếu ớt, tiểu tụy đến mức này. Kiều Nhã Linh cứ liên tục hỏi Han Tiểu Kiệt xem thằng bé thấy như thế nào, có chỗ nào không khỏe không. Tiểu Kiệt từ đầu đến cuối chỉ mờ mịt nhìn Kiều Nhã Linh. Thằng bé bỗng nhiên đưa tay lên mắt, dịu nhẹ, khẽ nói, mẹ ơi. Tiểu Kiệt lại xà vào lòng của Kiều Nhã Linh, ngả đầu vào lồng ngực cô, giọng nói yếu ớt, lại nhuốm mùi buồn bã. Mẹ ơi! Tựa như bao nhiêu cảm xúc buồn tùi, cô đơn, dồn nén bấy lâu nay, đều bùng nổ, gói gọn lại trong hai tiếng mẹ ơi sự yếu đuối ẩn sâu trong tâm hồn của đứa trẻ ấy giờ đây như sóng biển dâng trào hơi ấm mà nó cảm nhận được giống hệt với vòng tay của mẹ trong giấc mơ tiểu kiệt vùi đầu vào lồng ngực của kiều nhã linh thàm làm hít lấy mùi hương dịu nhẹ từ cô thằng bé như chìm vào trong sương mù không phân biệt được đâu là thật đâu là giả chỉ là muốn rất muốn được người ấy giang rộng vòng tay ôm lấy mình hoàng tuấn khải và kiều nhã linh đều vô cùng sững sờ trước tình huống trước mắt tiểu kiệt vừa gọi kiều nhã linh là mẹ chỉ hai từ ngắn ngủi đã khiến cho không khí gần như là đóng băng hai người họ cứng đơ như khúc gỗ không ai có thể lường trước được chuyện này sẽ xảy ra đầu óc của kiều nhã linh trống rỗng cô không tin nổi nhìn đứa trẻ đang ôm xiết lấy mình kiều nhã linh có nằm mơ cũng không ngờ mình sẽ nghe được tiếng mẹ từ một đứa trẻ đặc biệt là đứa trẻ ấy lại là tiểu kiệt Thanh âm đầy tình cảm ấy khiến cho kiều nhã linh vô cùng xúc động nước mắt dâng đầy khóe mi kiều nhã linh run run vuốt tóc của tiểu kiệt trái tim cô quặn thắt giọng nói như nghẹn lại tiểu kiệt em có biết mình đang nói gì không tiểu kiệt vẫn mơ màng như cũ kiều nhã linh biết thằng bé còn chưa có tình ngủ nên mới nói nhầm như vậy nhưng trái tim cô vẫn thồn thức không ngừng trong lòng của kiều nhã linh dối bời cô vừa hạnh phúc vừa đau lòng, hạnh phúc vì được nghe tiếng gọi mẹ thân thương mà đáng nhẽ từ 3 năm trước cô đã có thể được nghe, đau lòng vì nhớ đến đứa con đã mất đi của mình. Tiểu Kiệt rúc vào trong lòng của Kiều Nhã Linh lại nhỏ giọng gọi, mẹ ơi, Kiều Nhã Linh chào nước mắt, cô nấc lên thành tiếng, lồng ngực đau buốt, Hoàng Tuấn Khải cũng vô cùng bàng hoàng đứng đằng sau, cơ thể anh cứng nhắc bất động. Ánh mắt đau đớn nhìn về mặt mê man của Tiểu Kiệt, Hoàng Tuấn Khải siết chặt tay lại, khóe môi anh run rẩy. Cảnh tượng phía trước giống như là kim đâm vào mắt anh. Lời nói của Tiểu Kiệt càng khiến cho trái tim anh nhức nhối. Rốt cuộc, Tiểu Kiệt đã khao khát có một người mẹ đến thế nào mà trong mơ màng đã gọi Kiều Nhã Linh là mẹ. Mắt của Hoàng Tuấn Khải cũng đỏ lên. Đây đáng nhẽ là một cảnh tượng cảm động biết bao. Thế nhưng ở trong hoàn cảnh này, nó lại chứa đầy sự mỉa mai. Hoàng Tuấn Khải mím môi, bàn tay anh lạnh băng, cơ thể cũng không nghe theo sự điều khiển từ anh, cứng đờ không nhúc nhích. Tiểu Kiệt đột nhiên rơi nước mắt, thều thào nói, mẹ, con muốn có mẹ. Giọt nước mắt nóng hồi của thằng bé thấm trên vai áo của Kiều Nhã Linh. Cô che miệng nấc nghẹn, càng ôm chặt lấy Tiểu Kiệt hơn. Đứa trẻ nhỏ bé trong lòng khiến cho cô nhớ về đứa con chưa kịp chào đời, đã mãi mãi ra đi của mình. Kiều Nhã Linh bật khóc nức nở, Dẫu đã ba năm trôi qua, cảm giác đau đớn ấy vẫn chưa bao giờ nguôi ngoai. Cô vẫn còn nhớ rõ bản thân đã vui mừng như thế nào và mong đợi như thế nào mỗi khi chạm vào phần bụng đang nhô lên của mình. Kiều Nhã Linh nghĩ chắc hẳn đó sẽ là một đứa bé vô cùng đáng yêu. Kiều Nhã Linh chưa bao giờ cảm thấy hối hận khi mang trong mình sinh mệnh bé nhỏ ấy. Nhìn nó lớn từng ngày trong bụng, cô đã vô cùng hạnh phúc khoảng thời gian đó cô đã chạy trốn tất cả mọi thứ chỉ có đứa bé giúp cô trở nên kiên cường hơn cô tự nhủ bản thân phải thật mạnh mẽ để bảo vệ đứa con của mình đó là sứ mệnh của cô những hình ảnh tăm tối của quá khứ lại một lần nữa hiện lên trong căn phòng mồ trắng toát kiều nhã linh nằm trên chiếc giường lạnh lẽo những chiếc dao và kéo va chạm vào nhau âm thanh rùng rợn liên tục vang lên kiều nhã linh hết khàn cổ nước mắt giàn rụa trên mặt không, xin các người đừng giết con tôi. Nhưng không có ai lắng nghe cô cả, chỉ có những âm thanh lạnh lùng vang lên. Nó phải chết. Ký ức đau khổ ấy khiến cho Kiều Nhã Linh như muốn ngã quỵ. Cô đã mất đi con của mình, không thể nghe được tiếng gọi mẹ từ đứa trẻ đó. Nhưng rồi Tiểu Kiệt xuất hiện, dạng dỡ như ánh nắng mặt trời khiến cho tâm hồn lạnh lẽo của cô được sưởi ấm. Thời khắc này, đứa trẻ ấy đang ôm lấy cô, gọi cô là mẹ, cảm xúc như những đợt sóng dô hết lần này đến lần khác kiều nhã linh đau lòng khôn cùng không thể ngăn được những giọt nước mắt đang lã chã rơi tiểu kiệt gần như là lả trên người cô kiều nhã linh sợ rằng thằng bé mệt chậm rãi ôm lấy thằng bé đặt lên trên giường mắt của tiểu kiệt khép hờ kiều nhã linh nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt xanh xao của thằng bé sau đó lại bật khóc thành tiếng hoàng tuấn khải đột ngột đến bên cạnh kiều nhã linh nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt của cô Đừng khóc nữa. Lồng ngực của Hoàng Tuấn Khải vô cùng bức bối, nước mắt của cô giống như là những con dao sắc nhọn, từng giọt từng giọt đâm vào trái tim anh. Kiều Nhã Linh hất tay của Hoàng Tuấn Khải, khàn giọng nói, "Đừng chạm vào tôi." Những ký ức đau khổ luôn luôn gắn liền với những người từng khiến cho mình tổn thương, những gì Hoàng Tuấn Khải đã làm năm ấy đã để lại vết sẹo quá lớn trong lòng cô. Mỗi khi nhớ lại, cô đều không ngừng khóc khoảng thời gian đầu mới mất con cô như kẻ điên loạn cả ngày rơi nước mắt lại còn liên tục làm thương bản thân an kỳ khi ấy đã luôn ở bên cô nếu như không có cô ấy có lẽ cô đã không còn ở trên thế gian này nữa kiều nhã linh khi ấy chỉ gào khóc liên tục hỏi an kỳ con tớ đâu đứa bé ấy đâu rồi trước đó bụng tớ vẫn còn to cơ mà sao bây giờ lại phẳng như thế này an kỳ cậu nói đi cậu nói đi an kỳ vừa ôm cô vừa khóc cô ấy nức nở nói nhã linh tớ cầu xin cậu đấy đừng như vậy nữa mỗi ngày trôi qua đều là những ngày đau khổ như rơi xuống địa ngục kiều nhã linh cũng không biết mình đã vượt qua những quãng thời gian ấy như thế nào nữa đã ba năm trôi qua nhưng cô chưa bao giờ thôi nhớ đến con của mình gương mặt của một đứa trẻ không có mắt mũi vẫn cứ thường xuyên xuất hiện trong giấc mơ của cô khóc hỏi cô rằng tại sao lại không cứu nó cô đã không thể nào chào đón sự ra đời của con mình cũng không thể nào chăm sóc nuôi nấng nghe tiếng gọi mẹ từ đứa trẻ đó thế nhưng hôm nay cô đã nghe được tiếng gọi thân thương ấy từ một cậu bé không có quan hệ gì với mình kiều nhã linh xúc động đến rơi nước mắt nếu con của cô còn sống có lẽ cũng bằng tuổi của tiểu kiệt kiều nhã linh đắm chìm trong dòng ký ức hoàng tuấn khai ở một bên lặng lẽ nhìn cô không rời kiều nhã linh dịu dàng nhìn tiểu kiệt thầm thì gọi tiểu kiệt tiểu kiệt giá như tiểu kiệt là con trai cô kiều nhã linh không có kinh nghiệm làm mẹ nhưng cô có tình yêu thương vô bờ bến dành cho đứa trẻ này tiểu kiệt giống như là thiên sứ từ trên trời rơi xuống khiến cho cuộc sống tăm tối trước đó của cô bỗng nhiên bừng sáng kiều nhã linh gánh chịu nỗi đau mất con còn tiểu kiệt thì không có được tình yêu thương trọn vẹn của một gia đình nếu như hai người bọn họ có thể nương tựa vào nhau như vậy thì tốt biết bao Kiều Nhã Linh lau nước mắt. Giờ cô đã bình tĩnh hơn. Kiều Nhã Linh ngoảnh đầu nói với Hoàng Tuấn Khải. Xin lỗi, chỉ là tôi quá xúc động. Hoàng Tuấn Khải mím môi. Chính anh cũng cảm thấy vô cùng hoảng loạn. Hoàng Tuấn Khải không phải là chưa bao giờ nghe thấy tiếng mẹ phát ra từ miệng của Tiểu Kiệt. Thế nhưng lần này lại khiến cho anh bối rối. Vì người thằng bé gọi lại là Kiều Nhã Linh. Hoàng Tuấn Khải trầm mặc nhìn Kiều Nhã Linh và Tiểu Kiệt. Ánh mắt sâu không thấy đáy. Kiều Nhã Linh nhỏ giọng nói tiểu kiệt chắc muốn gặp mẹ lắm hoàng tuấn khải cắn chặt răng anh không rõ cảm xúc của mình lúc này là như thế nào nữa anh cảm thấy số phận thật chớ trêu giống như đang trêu đùa anh vậy hoàng tuấn khải cười tự diễu có lẽ kiếp trước anh đã mắc nợ cô cũng nên kiều nhẫn linh quay mặt nhìn tiểu kiệt cúi đầu vuốt ve gương mặt nhỏ nhắn của thằng bé tiểu kiệt mắt nhắm mắt mở. dần dần trở nên tỉnh táo hơn Kiều Nhãn Linh nhìn Tiểu Kiệt bằng ánh mắt dịu dàng, cô nhẹ nhàng thơm lên má của cậu bé một cái. Mắt cô còn đỏ ửng, nét buồn man mác vẫn vương lại. Kiều Nhãn Linh cảm thấy xót xa cho đứa trẻ này biết bao. Hẳn là Tiểu Kiệt đã rất cô đơn, khao khát có một gia đình trọn vẹn, luôn luôn cháy bỏng trong lòng của thằng bé. Dẫu rằng Kiều Nhãn Linh chẳng thể làm mẹ của Tiểu Kiệt, nhưng cô sẽ đối xử với thằng bé bằng tất cả tình yêu thương của mình. Kiều Nhãn Linh vuốt nhẹ mái tóc ngắn gùn của Tiểu Kiệt, ân cần nói tiểu kiệt em đã tỉnh hẳn chưa tiểu kiệt nằm trên giường gương mặt mơ màng và mệt mỏi người của thằng bé rất nóng nhưng tay chân lại nhẹ nhẹ run run ánh mắt của kiều nhã linh đầy lo âu cô xoan lưng của thằng bé rồi lại đưa tay lên sờ trên trán của tiểu kiệt sức nóng ở nơi đó chuyển đến khiến cho kiều nhã linh giật mình kiều nhã linh xót xa hỏi em khó chịu lắm có phải không đầu của tiểu kiệt rất nặng càng già vô cùng bức bối cơ thể cũng không có sức lực nào cả thằng bé ban đầu còn miên man trước mắt mở đi nhưng tiểu kiệt vẫn nghe rõ giọng nói mềm mại đầy quen thuộc ấy tiểu kiệt cố gắng mở to mắt gương mặt xinh đẹp thùy mị cùng với ánh mắt đầy quan tâm của kiều nhã linh hiện ra trước mặt cậu tiểu kiệt vô cùng kinh ngạc sau đó như bừng tỉnh ôm chầm lấy kiều nhã linh chị xinh đẹp cuối cùng thì có thể gặp được chị rồi Kiều Nhã Linh mỉm cười, trong lòng hạnh phúc dâng trào, lại thơm nhẹ vào trán của Tiểu Kiệt. Thằng bé cũng liên tục thơm lên má cô, nụ cười rạng rỡ nở trên gương mặt, có chút tiểu tụy. Vừa nhìn thấy Kiều Nhã Linh, tinh thần của Tiểu Kiệt đã tốt hơn rất nhiều, thế nhưng sắc mặt của thằng bé vẫn còn rất kém. Cơ thể nóng hầm hập, chỉ có ánh mắt là lấp lánh niềm vui. Tiểu Kiệt lau nước mắt, mừng mừng tủi tủi nói, em cứ tưởng sẽ không được gặp lại chị nữa, Tiểu Kiệt đã mơ thấy nhiều hình ảnh lộn xộn, có người mẹ mà cậu luôn mong nhớ và có cả Kiều Nhã Linh. Cậu thấy mình bị ba lạnh lùng tách cậu khỏi Kiều Nhã Linh, cô nhìn cậu bằng ánh mắt bất đắc dĩ và đau buồn. Tiểu Kiệt khóc khàn cả giọng nhưng vẫn không thể chạm vào cô. Tiểu Kiệt đã vô cùng sợ hãi, trong giấc mơ tất cả đều rời bỏ cậu, thì còn lại cậu với nỗi cô đơn như bản đêm bao phủ, nuốt trọn lấy thân hình nhỏ bé của cậu. Kiều Nhã Linh cũng vô cùng xúc động, cô nói giờ chị đã ở đây rồi tiểu kiệt đừng khóc nữa nhé tiểu kiệt gật đầu thật mạnh kiều nhã linh dịu dàng lau nước mắt cho thằng bé tiểu kiệt vô cùng hưởng thụ sự ấm áp của kiều nhã linh thằng bé nhào vào trong lòng cô để cô ôm lấy mình vòng tay của kiều nhã linh như có ma lực khiến cho tiểu kiệt thoải mái cảm giác khó chịu do cơn sốt đã thuyên giảm hơn một nửa mới chỉ có một đêm thôi mà tiểu kiệt cảm giác như đã lâu lắm rồi mới gặp lại kiều nhã linh cậu quấn lấy cô không rời như muốn khảm mình vào trong người cô vậy. Tiểu Kiệt rất sợ Kiều Nhã Linh sẽ lại biến mất. Cậu nhóc thủ thì nói, Chị ơi, chị hứa là đừng có đi nhé, chị ở đây với em có được không? Kiều Nhã Linh nhìn Tiểu Kiệt đầy trìu mến. Ừ, chị sẽ ở đây với em, chị sẽ đến để gặp Tiểu Kiệt mà. Lúc này Tiểu Kiệt mới an lòng, thằng bé mệt mỏi tựa lên trên người của Kiều Nhã Linh, khó khăn hít thở. Kiều Nhã Linh vuốt ve gương mặt phờ phạc của Tiểu Kiệt đau lòng nói, Em mệt lắm có phải không? Khổ thân em, ốm thành ra như vậy. Môi của Tiểu Kiệt tái nhợt, sắc mặt trắng bệch, trên trán còn lấm tấm mồ hôi. Thế nhưng Tiểu Kiệt vẫn chậm rãi lắc đầu, rút vào trong lòng của Kiều Nhã Linh, ôm chặt lấy eo cô thì Thảo nói. Có chị ở đây, em sẽ rất nhanh khỏi ốm thôi. Kiều Nhã Linh mỉm cười, yêu chiều nhìn Tiểu Kiệt. Thằng bé giống như một cục bông nhỏ, mềm mại, đáng yêu, khiến cho Kiều Nhã Linh lại càng thương thằng bé hơn. Bây giờ Tiểu Kiệt đã hoàn toàn tỉnh táo. Có lẽ chẳng thể nhớ được ban nãy đã gọi cô là mẹ. Trong mắt của thằng bé, cô chỉ là một người bạn vừa mới quen biết không lâu. Không thể nào so sánh với người mẹ mà thằng bé vẫn luôn luôn dung nhớ. Kiều Nhã Linh có chút hụt hẫng cũng tò mò không biết mẹ của Tiểu Kiệt rốt cuộc là ai. Tiểu Kiệt đột nhiên ngẩng đầu nhìn Kiều Nhã Linh nhỏ giọng hỏi. Sao chị đến được đây thế? Em nhớ là ba à chú Tuấn Khải không cho chị gặp em nữa rồi mà. Ừ, đáng ra là như thế. Nhưng vì Tiểu Kiệt ốm, chú Tuấn Khải thương em nên mới cho chị đến đây thăm em đấy. Tiểu Kiệt vô cùng kinh ngạc. Lúc này cậu nhóc mới để ý thấy Hoàng Tuấn Khải đang đứng ở cửa phòng. Gương mặt trầm mặc lạnh lùng nhìn cậu và Kiều Nhã Linh. Hoàng Tuấn Khải từ đầu đến cuối vẫn luôn luôn chăm chú quan sát hai người bọn họ. Ánh mắt sâu xa, Tiểu Kiệt quả nhiên là rất mừng rỡ khi gặp lại Kiều Nhã Linh, trông thằng bé có tinh thần hơn hẳn trước đó. Vì vậy, Hoàng Tuấn Khải cũng thấy yên lòng phần nào, chỉ có một chuyện vẫn luôn luôn luẩn quẩn trong lòng anh. Tiểu Kiệt gần gũi với Kiều Nhã Linh quá mức như vậy, khiến cho anh không khỏi để tâm. Hai bà con anh mắt đối mắt, ban đầu Tiểu Kiệt có chút sừng sốt, sau đó thì liền bày ra vẻ mặt ghét bỏ với Hoàng Tuấn Khải. Tiểu Kiệt ngẩng đầu nhìn Kiều Nhã Linh phụ vụ nói, Chị, chú thật là đáng ghét, nhận tâm chia rẽ chị em mình. Chị không biết chú xấu xa như thế nào đâu, lúc nào cũng chỉ biết lớn tiếng dạy dỗ em, lại còn cướp chị đi nữa. Kiều Nhã Linh nghe Tiểu Kiệt mách tội Hoàng Tuấn Khải mà bật cười, còn Hoàng Tuấn Khải thì đen mặt nhìn thằng bé. Hoàng Tuấn Khải tức mà không có chỗ xả giận, chỉ biết chừng mắt với Tiểu Kiệt. Thằng bé làm mặt quỳ với anh, sau đó lại làm nũng với Kiều Nhã Linh. Chị ơi, chị đừng bao giờ thích chú nhé, chú là một đại ma đầu, mặt lúc nào cũng khó chịu như bị táo bón vậy chỉ biết bắt nạt chị em mình thôi thế nên chị phải càng ngày càng ghét chú vào nhé chỉ yêu mình em thôi có được không trên đầu của hoàng tuấn khải mây đen răng lối sấm chớp nổ đùng đùng chị hận không thể lao đến tét nát cái mông của thằng bé bị ánh mắt lạnh lẽo của ba chiếu tướng nhưng tiểu kiệt không hề sợ hãi lại còn trợn mắt khiêu khích anh tiểu kiệt nhớ lại hôm qua cảm thấy đó giống như là ác mộng vậy ba cậu thật nhẫn tâm khi bắt ép cậu rời khỏi kiều nhã linh cậu đã vô cùng tổn thương tiểu kiệt cảm thấy ba không còn yêu cậu nữa cũng không quan tâm cậu mong muốn gì tiểu kiệt vẫn còn rất giận ba nên kể cả khi ba đã đưa kiều nhã linh đến đây cậu vẫn không thể dễ dàng tha thứ cho ba như vậy hoàng tuấn khải cũng biết thằng bé đang giận dỗi nhưng dám bôi xấu về anh như vậy là không được dù sao thì tiểu kiệt vẫn còn nhỏ chưa thể hiểu được những chuyện anh làm chỉ là vì muốn tốt cho nó Hai người một lớn một nhỏ Cứ nhìn nhau chằm chằm Xung quanh toàn là mùi thuốc súng Kiều Nhãn Linh không nhịn được cười nói Dù sao thì bây giờ chú cũng cho chị em mình gặp nhau rồi mà Tiểu Kiệt thể hiện rõ sự ghét bò đối với Hoàng Tuấn Khải. Kiều Nhãn Linh giờ khóc giờ cười, cảm thấy có chút oan uồng thay cho anh. Hoàng Tuấn Khải đã vất vả cả đêm chăm sóc cho Tiểu Kiệt, chứng tỏ anh cũng rất yêu thương thằng bé. Tiểu Kiệt nói như vậy, chắc hẳn anh sẽ đau lòng lắm. Tiểu Kiệt vẫn giận dỗi nói, đáng nhẹ phải để em ở bên chị tôi hôm qua, chứ không phải là đợi đến khi em ốm mới cho chị gặp em. Kiều Nhã Linh bật cười, được rồi, giờ chị đã ở đây với Tiểu Kiệt, đừng buồn nữa nhé. Kiều Nhã Linh nói đỡ hộ Hoàng Tuấn Khải, điều này khiến cho trong lòng của anh vô cùng vui vẻ. Kiều Nhã Linh đương nhiên cũng trách anh, nhưng cô không giận anh nổi. Anh đã chăm sóc Tiểu Kiệt hết mực, không thể nói anh không thương thằng bé được. Chỉ là cách quan tâm của anh chưa đúng nên mới khiến cho thằng bé chịu tổn thương và cũng khiến cô đau lòng. Tiểu Kiệt vẫn chưa hết giận nói. Em ghét chú lắm, ai bảo chú lại làm thế kia chứ. Hôm qua em khóc nhiều ơi là nhiều, mắt sưng hết rồi đây này. Người cũng khó chịu nữa, tất cả là tại chú hết. Hoàng Tuấn Khải sầm mặt nói. Tiểu Kiệt. Kiều Nhã Linh sợ hai người lại tranh cãi với nhau vội vàng nói. Tiểu Kiệt, không được nói như thế. Tôi hôm qua em ốm, chú đã rất lo lắng cho em đấy. Chú cũng thương Tiểu Kiệt lắm. Tiểu Kiệt xị mặt nói. Thương thì từ đầu phải cho em ở với chị mới đúng chứ. Hoàng Tuấn Khải cao giọng nói. Tiểu Kiệt, cháu đừng có mà được đằng chân lân đằng đầu. Cháu có muốn chú cấm túc cháu luôn không? Hoàng Tuấn Khải không chịu nổi khi nhìn con trai yêu quý của mình công khai ghét bỏ ba nó trước mặt Kiều Nhã Linh. Hoàng Tuấn Khải thương con không để đâu cho hết. Cuối cùng thì trong mắt nó lại trở thành người xấu xa, không có tình người. Nếu không phải bây giờ Tiểu Kiệt đang ốm thì anh đã nổi trận lôi đình rồi. Tiểu Kiệt nghe vậy thì sợ hãi ôm giết lấy Kiều Nhã Linh, run giọng nói. Đấy, chị thấy chưa? Bà chính là một đại ma đầu. Tiểu Kiệt vừa dứt lời, cả ba người đều đờ ra. Tiểu Kiệt nhận thức được tình hình trước mặt, trong mắt đào liên tục. Cậu âm thầm tự trách, sao lại lỡ lời nữa rồi? Tiểu Kiệt vẫn còn chưa nhận ra là con trai của Hoàng Tuấn Khải. Thế nên Kiều Nhã Linh vẫn không hề biết hai người là ba con Hoàng Tuấn Khai bất giác nhíu mày, thằng bé này thật là lần trước đã mắc sai lầm một lần, bây giờ lại tiếp tục tái phạm. Kiều Nhã Linh nhất định sẽ nghi ngờ. Kiều Nhã Linh sững sờ nhìn Tiểu Kiệt, thằng bé trột dạ nhìn cô, vẻ mặt hoang mang. Đây là lần thứ hai Tiểu Kiệt gọi Hoàng Tuấn Khai là ba rồi. Cô không nghĩ đó chỉ là tình cờ, chẳng nhẽ. Kiều Nhã Linh bàng hoàng, điều cô đang nghĩ liệu có phải là sự thật không? Không khí đóng băng trong chốc lát, đối diện với ánh mắt nghi hoặc có phần hoàng sợ của Kiều Nhã Linh, trái tim của Hoàng Tuấn Khải đập mạnh. Khoe môi anh cứng đờ, dù anh rất muốn mở miệng nói một điều gì đó, nhưng không thể nhúc nhích nổi. Anh tự hỏi liệu Kiều Nhã Linh có còn yêu mến Tiểu Kiệt nữa không khi biết thằng bé chính là con anh. Đây đúng là một ván cờ vô cùng nguy hiểm bởi không biết lúc nào mọi thứ sẽ bị lật ngược. Hoàng Tuấn Khải còn chưa tìm được lời nào để giải thích thì Tiểu Kiệt rất nhanh lại nói. Chú Tuấn Khải đáng sợ vậy đó chị, giống hệt như ba em, đều là đại ác ma. Ba em cũng thường xuyên mắng em như thế. Chú Tuấn Khải khiến cho em có cảm giác như thể ba mình đang ở đây ấy. Tiểu Kiệt dùng gương mặt ngây thơ và ánh mắt thuần khiết nhìn cô, tỏ ra không có chuyện gì cả. Kiều Nhãn Linh vẫn luôn luôn không thể nghi ngờ gì nổi khi nhìn vào đôi mắt đen láy trong suốt của Tiểu Kiệt. Kiều Nhãn Linh nghe Tiểu Kiệt nói vậy, cơ thể căng cứng cũng dần dần thả lỏng. Thì ra, Tiểu Kiệt đang nhắc đến ba và Hoàng Tuấn Khải giống nhau ở điểm này. Kiều Nhã Linh vừa nãy đã giật thót tim, may là mọi việc không phải như cô nghĩ. Kiều Nhã Linh thở vào nhẹ nhõm, mỉm cười với Tiểu Kiệt. Kiều Nhã Linh cảm thấy, dạo này mình suy nghĩ quá nhiều rồi. Tiểu Kiệt làm sao có thể là con trai của Hoàng Tuấn Khải được kia chứ? Chuyện này quá hoang đường, con trai anh bây giờ có lẽ đã về Mỹ rồi cũng nên kiều nhã linh không biết mặt mũi của thằng bé như thế nào cũng không có hứng thú muốn gặp đứa trẻ kia là con của anh với người phụ nữ khác chỉ nghĩ đến thôi kiều nhã linh đã thấy khó chịu rồi kiều nhã linh xoa đầu của tiểu kiệt thằng bé lại ôm ghì lấy kiều nhã linh tỏ ra sợ hãi nói chú lại định bắt nạt em kia kìa muốn cấm túc không cho em gặp chị nữa kiều nhã linh bật cười chú chỉ nói vậy thôi chứ không có làm thật đâu tiểu kiệt liên tục mách tội hoàng tuấn khải làm phân tán suy nghĩ của Kiều Nhã Linh. Cô trong đầu bây giờ chỉ còn quan tâm đến sức khỏe của Tiểu Kiệt, vậy nên không quá quan tâm đến câu nói bàn nãy của thằng bé. Chỉ cho là mình đã nghe nhầm mà thôi. Mọi sự chú ý của Kiều Nhã Linh đều đổ dồn về phía Tiểu Kiệt. Cô bật cười khi nghe thằng bé luôn miệng nói xấu Hoàng Tuấn Khải. Hai người họ ôm ấp thể hiện tình cảm. Cho Hoàng Tuấn Khải đứng ra rìa, dẫu mắc lỗi lần thứ hai. Nhưng Tiểu Kiệt đã xử lý tình huống rất tốt. Hoàng Tuấn Khải không cần phải lên tiếng gỡ rối lần nào cả. Hoàng Tuấn Khải lắc đầu cười bất đắc dĩ. Thằng bé này đúng là khiến anh vừa giận lại vừa thương. Kiều Nhã Linh dịu dàng hỏi han Tiểu Kiệt. Bây giờ em còn khó chịu không? Chỉ lấy khăn lạnh đáp cho em nhé. Nhìn sắc mặt của Tiểu Kiệt vẫn rất kém. Thế nên Kiều Nhã Linh cảm thấy không an tâm. Tiểu Kiệt đúng là còn mệt. Thằng bé mới ngủ dậy sau giấc ngủ dài, đầu óc vẫn còn choáng váng. Chỉ là gặp được Kiều Nhã Linh nên thằng bé vui quá, quên cả cơ thể đang khó chịu. Tiểu Kiệt vừa nãy nói hơi nhiều, thằng bé là trên người của Kiều Nhã Linh nhỏ giọng nói: "Vâng ạ, chị ôm em thật chặt vào, như vậy thì em sẽ đỡ đó." Tiểu Kiệt cười. Kiều Nhã Linh vừa buồn cười vừa xót xa. Kiều Nhã Linh ôm lấy thân hình mềm oặt của thằng bé vào lòng, dịu dàng vuốt ve gương mặt của thằng bé. Tiểu Kiệt sau một đêm mà tiểu tụy hơn quá nhiều. Kiều Nhã Linh nhìn mà đau lòng. Hoàng Tuấn Khải trước đó cũng nói thằng bé không chịu ăn hay uống thuốc gì cả. Vì vậy mới không khỏi nhanh được. Kiều Nhã Linh vắt khăn lạnh nhẹ nhàng đắp lên trên trán của Tiểu Kiệt. Sau đó thì dùng một chiếc khăn khác thấm nước ấm rồi lau người cho thằng bé. Kiều Nhã Linh cẩn thận lau cổ, tay, người của Tiểu Kiệt. Cô vừa làm vừa nói. Lần sau nếu Tiểu Kiệt bị sốt, anh làm như thế này thì thằng bé sẽ nhanh chóng hạ sốt hơn tiêu kiệt thoải mái hưởng thụ sự quan tâm của kiều nhã linh cơ thể cậu nhóc bây giờ đã dễ chịu hơn rất nhiều hoàng tuấn khải chăm chú quan sát từng cử chỉ của cô kiều nhã linh làm vô cùng dịu dàng và thành thạo kiều nhã linh từng là một cô gái vụng về không biết chăm sóc người khác thế mà bây giờ cô làm những việc này vô cùng thuần thục hoàng tuấn khải thoáng ngần người kiều nhã linh thật sự đã thay đổi rất nhiều Kiều Nhã Linh lau người cho Tiểu Kiệt xong, thì vắt một cốc nước cam cho thằng bé, cô nói: "Bây giờ em đang sốt, thế là phải uống nhiều nước, như vậy mới khỏi nhanh được." Kiều Nhã Linh cầm ống hút cho Tiểu Kiệt, thằng bé chậm rãi uống một chút rồi thôi. Kiều Nhã Linh cứ đi ra đi vào, hết thay khăn lại pha nước, rồi đổi một bộ quần áo khác cho Tiểu Kiệt. Tiểu Kiệt được cô chăm sóc từ đầu đến chân, thằng bé hưởng thụ như một ông hoàng con vậy. Kiều Nhã Linh bỗng nhiên nhớ đến việc Tiểu Kiệt không chịu uống thuốc. Cô lo lắng hỏi thằng bé Sao em không uống thuốc Phải uống thuốc mới nhanh khỏi bệnh được chứ Tiểu Kiệt xị mặt nói Em chỉ muốn gặp chị thôi Em chẳng muốn uống thuốc gì cả Kiều Nhã Linh trong lòng cảm thấy vô cùng ấm áp Nhưng thằng bé không thể không uống thuốc được Cô dịu dàng nói Nếu như không uống thuốc Thì bệnh sẽ càng ngày càng nặng đó Bây giờ em cảm thấy rất khó chịu trong người có đúng không Thế nên em phải uống thuốc Sau đó thì mới có thể khỏe mạnh lại Tiểu Kiệt khỏe rồi thì chúng ta mới đi chơi được chứ có đúng không nào? Bây giờ chị ở đây rồi, chị bón thuốc cho em nhé. Cách nói chuyện dỗ dành của Kiều Nhã Linh hoàn toàn khác xa Hoàng Tuấn Khải. Giọng cô ân cần lại dịu dàng, nắm rõ tâm lý của trẻ con. Tiểu Kiệt nghe vậy thì không còn phụng phịu như trước nữa. Ngược lại, vô cùng mừng rỡ. Được chị xinh đẹp đút thuốc cho thì còn gì bằng chứ? Tiểu Kiệt cũng muốn nhanh chóng khỏe lại. Như vậy thì mới có thể cùng chị xinh đẹp đi chơi được. Tiểu Kiệt vui vẻ nói: Vâng ạ, nếu là chị xinh đẹp thì em nhất định sẽ uống. Kiều Nhã Linh cười xoa đầu của thằng bé khen ngợi. Tiểu Kiệt ngoan lắm. Hoàng Tuấn Khải có chút không nói nên lời. Hoàng Tuấn Khải mất nửa tiếng rằng co cho Tiểu Kiệt uống thuốc, nhưng Kiều Nhã Linh chỉ mất có một phút là có thể thuyết phục được thằng bé. Từ khi Tiểu Kiệt quen biết Kiều Nhã Linh, địa vị của anh trong lòng của thằng bé hình như càng ngày càng thấp rồi thì phải. Kiều Nhã Linh loay hoay tìm thuốc. Hoàng Tuấn Khải nói: Để anh. Hoàng Tuấn Khải kéo ngăn kéo ra, lấy mấy gói thuốc bột đưa cho Kiều Nhã Linh. Cô nhanh chóng nhận lấy, ánh mắt hai người giao nhau. Kiều Nhã Linh cụp mắt lại, đi về phía Tiểu Kiệt. Hoàng Tuấn Khải trầm mặc nhìn bóng lưng yêu kiểu của Kiều Nhã Linh, thoáng chốc lờ đẩy. Kiều Nhã Linh đang ở nhà anh, chăm sóc cho con trai anh. Cảnh tượng này giống như là một giấc mơ vậy. Cô mở từng gói thuốc, cẩn thận pha nước, ân cần giống như là một người mẹ thực thụ. Cô đối xử với Tiểu Kiệt rất dịu dàng, ánh mắt tràn ngập sự yêu thương. Tiểu Kiệt cũng vô cùng yêu mến cô, hai người quấn quýt thân mật đến mức khiến cho anh đau lòng. Hoàng Tuấn Khải lặng lẽ tiến đến lại gần giường Tiểu Kiệt. Kiều Nhã Linh ngồi quay lưng với anh, đang chăm chú pha thuốc. Hoàng Tuấn Khải nhìn cần cổ mảnh mai, lòa xòa tóc của cô, bất giác thờ dài. Xong rồi, Kiều Nhã Linh giơ chiếc cốc nhỏ lên, xúc một thìa, đưa đến trước miệng của Tiểu Kiệt nhỏ giọng nói. Tiểu Kiệt ngoan, uống thuốc nào. Tiêu Kiệt người người bùi thuốc, vị đắng sọc vào mũi của cậu nhóc. Tiêu Kiệt nhăn mặt, không muốn uống thuốc chút nào. Thế nhưng Kiều Nhã Linh vẫn đang nhìn cậu. Cậu nhóc không thể không uống thuốc được. Như vậy, chị xinh đẹp sẽ buồn lắm. Tiêu Kiệt đành mở miệng ra, Kiều Nhã Linh đút thuốc cho cậu. Tiêu Kiệt nuốt ực xuống, vẻ mặt nhăn nhó. Kiều Nhã Linh thấy phản ứng của cậu, quan tâm hỏi. Thuốc đắng lắm hả? Cố gắng nghe, uống vài thiền nữa là hết rồi. Kiều Nhã Linh lại tiếp tục bón thuốc cho Tiêu Kiệt cậu nhóc ngoan ngoãn uống hết sạch hoàng tuấn khải đứng nhìn mà mắt tròn mắt dẹt biểu hiện bây giờ của thằng bé khác hẳn lúc anh cho nó uống thuốc cứ như là hai người khác nhau vậy thằng bé khi ấy mặt nặng mày nhẹ vùng vằng không chịu uống còn nằm quay lưng với anh coi anh như không khí khoe mồi của hoàng tuấn khải giật giật tên nhóc này có kiểu nhã linh ở bên cạnh thì nhu thuận như một con mèo nhỏ nép sát vào trong lòng cô tiểu kiện vừa uống thuốc vừa nhướng mày nhìn anh Hoàng Tuấn Khải tức hộc máu, trừng mắt nhìn thằng bé. Tiểu Kiệt mặt mày vui vẻ, hí hửng ôm eo của Kiều Nhã Linh, muốn chọc cho Hoàng Tuấn Khải tức nổ mắt. Tiểu Kiệt cười tiếp mắt nói: "Chú Tuấn Khải, chú muốn được bón thuốc thì ốm đi nhé." Hoàng Tuấn Khải. Tiểu Kiệt uống thuốc xong thì không còn vui vẻ như lúc đầu nữa. Thuốc rất đắng, nhọc cảm thấy khó nuốt vô cùng. Nhìn mặt của Tiểu Kiệt biến sắc, Kiều Nhã Linh liền lấy nước cho cậu uống. Tiểu Kiệt uống nước rồi, nhưng vị đắng vẫn cứ bám lại nơi cuống họng, khiến cho cậu nhăn nhó không thôi. Kiều Nhã Linh thấy vậy thì bèn nói với Hoàng Tuấn Khải. Ở nhà có kẹo không? Anh lấy mấy cái cho Tiểu Kiệt ăn tạm đi. Có vẻ như thuốc đắng quá. Hoàng Tuấn Khải gật đầu đi xuống dưới tầng. Tiểu Kiệt bây giờ trông khá hơn lúc trước một chút. Gương mặt của thằng bé đã có sắc hồng, không còn tiểu tụy như vừa nãy nữa. Một phần vì sự chăm sóc hết mực của Kiều Nhã Linh, một phần vì sự xuất hiện của cô khiến cho tinh thần của thằng bé tốt hơn nhiều. Kiều Nhã Linh xoa đầu của Tiểu Kiệt khen ngợi. Tiểu Kiệt giỏi quá, thuốc đắng như vậy mà cũng uống hết. Tiểu Kiệt có chút kiêu ngạo, cười vui vẻ nói. Vì là chị nên dù có cố gắng thế nào em cũng uống hết. Kiều Nhã Linh bật cười, thằng bé này đúng thật là giỏi nịnh. Trong lúc đợi Hoàng Tuấn Khải, Kiều Nhã Linh kiểm tra nhiệt độ cho Tiểu Kiệt đã giảm xuống 37,8 độ. Kiều Nhã Linh thở vào nhẹ nhóm, dịu dàng nói với Tiểu Kiệt, "Tiểu Kiệt phải chịu khó uống thuốc để nhanh khỏi bệnh nhé." Tiểu Kiệt ngoan ngoãn đáp, "Vâng ạ." Thằng bé nhìn Kiều Nhã Linh bằng đôi mắt lấp lánh, "Chị ơi, em giỏi như vậy, chị có thường gì cho em không?" Kiều Nhã Linh hơi ngớ người, sau đó thì lập tức bật cười. Kiều Nhã Linh dịu dàng nhìn Tiểu Kiệt, cúi xuống thơm nhẹ lên má của thằng bé. Tiểu Kiệt ôm mặt cười vui vẻ, thằng bé gối đầu lên chân của cô, nhìn cô chăm chú không rời ánh mắt ẩn chứa sự mãn nguyện. Kiều Nhã Linh âu yếm xoa đầu của Tiểu Kiệt, trong lòng vô cùng thoải mái, bình yên. Một lúc sau thì Hoàng Tuấn Khải quay lại, trên tay cầm theo hai cái kẹo sữa. Hoàng Tuấn Khải không đưa cho cô mà tự bóc kẹo rồi đút cho Tiểu Kiệt. Thằng bé há miệng ngậm lấy, lông mày Tiểu Kiệt giãn ra. Thằng bé trông vô cùng dễ chịu, vị ngọt lập tức át đi vì đắng trong miệng. Tiểu Kiệt khoan khoái, thở ra một hơi. Kiều Nhã Linh mỉm cười, đỡ đắng hơn rồi có đúng không? Tiểu Kiệt gật đầu, vâng, hết đắng luôn rồi ạ. Kiều Nhã Linh còn đang định nói chuyện, bỗng nhiên có một bàn tay đưa lên môi của Kiều Nhã Linh, nhét một thứ gì đó vào bên trong miệng cô. Kiều Nhã Linh sừng sốt gần đầu lên, chạm vào ánh mắt dịu dàng như nước của Hoàng Tuấn Khải. Anh mang hai cái kẹo, một cái bóc cho Tiểu Kiệt, một cái thì bóc cho cô, vị ngọt lan tỏa khắp khoang miệng. Đây chính là mùi vị mà cô yêu thích. Nhìn phản ứng ngây ngốc của Kiều Nhã Linh, khóe miệng của Hoàng Tuấn Khải hơi nhếch lên gương mặt anh càng trở nên nhu hòa ngón tay của anh tiếp xúc với cánh môi mềm mại của kiều nhã linh cảm giác tê dại từ nơi ấy chuyển thẳng đến trái tim anh hoàng tuấn khải bất giác vuốt nhẹ môi cô sau đó mới từ từ hạ tay xuống anh mỉm cười nói ngọt không đầu của kiều nhã linh nổ tung mặt cô trong nháy mắt đỏ bừng kiều nhã linh bối rối rũ mắt xuống mất tự nhiên không dám nhìn anh trái tim trong lồng ngực điên cuồng đập kiều nhã linh không sao khống chế nổi hơi ấm khi bàn tay anh chạm vào vẫn còn lưu lại trên môi cô miệng cô không những ngọt mà còn cả tâm trí cũng đắm chìm trong hũ mật mất rồi hành động của anh vô cùng tự nhiên như thể hai người họ vẫn còn thân thiết như xưa kiều nhã linh đào viên kẹo ở trong miệng cô bỗng nhớ đến ngày còn bé cô là một đứa nhóc vô cùng thích ăn đồ ngọt nhà họ hoàng luôn luôn có rất nhiều bánh kẹo kiều nhã linh lúc nào cũng ăn biết bao nhiêu thứ trong miệng còn luôn luôn ngậm một viên kẹo sữa Hoàng Tuấn Khải nhiều lần nhắc nhở cô, nhưng cô không nghe, vẫn cứ thường xuyên lén ăn kẹo sau lưng anh. Cho đến một ngày, Kiều Nhã Linh đang ngồi trong phòng bếp tối thui, trên tay cầm một bịch kẹo, tiếng chép chép liên tục phát ra từ miệng cô. Trong phòng đột nhiên vụt sáng, Kiều Nhã Linh kinh ngạc quay lưng ra sau, nhìn thấy Hoàng Tuấn Khải sắc mặt không vui đang nhìn mình. Kiều Kiều, em lại lén ăn kẹo hả? Hoàng Tuấn Khải tức giận nói. Kiều Nhã Linh vội vàng giấu bịch kẹo ra sau, miệng ngậm chặt hoàng tuấn khải tiến lại gần cô lấy gói kẹo cô đang cầm nhìn thấy kẹo đã bị ăn gần hết hoàng tuấn khải sầm mặt lạnh giọng nói màu nhà ra kiều nhã linh không dám làm trái lời anh phụng phịu vứt bỏ viên kẹo trong miệng hoàng tuấn khải nghiêm giọng nói lần sau em không được ăn kẹo nữa ăn nhiều đồ ngọt sẽ bị sâu răng đấy như vậy thì không ai cần em nữa đâu kiều nhã linh nghe vậy thì sợ hãi vô cùng cô cuống quýt hỏi anh em không ăn nữa đâu anh đừng bỏ em nhé khi ấy Hoàng Tuấn Khải và Kiều Nhã Linh mới làm thân được không lâu trong nhà không có ai quan tâm đến cô cả vậy nên cô rất quấn anh đối với Kiều Nhã Linh Hoàng Tuấn Khải khi ấy là cả thế giới của mình cô rất sợ nếu một ngày anh không còn ở bên cô nữa Kiều Nhã Linh từ lúc đó không dám ăn một viên kẹo nào một khoảng thời gian sau vẫn còn bị chuyện này ảnh hưởng liên tục hỏi Hoàng Tuấn Khải có cần bình nữa không Kiều Nhã Linh ngày đó chính là như vậy trong mắt chỉ có một mình Hoàng Tuấn Khải. Nếu như anh không cần cô nữa, thì cô sẽ không còn gì cả. Kiều Nhã Linh luôn luôn lo sợ Hoàng Tuấn Khải sẽ bỏ rơi mình. Nó trở thành nỗi ám ảnh, luôn đeo bám tâm trí cô. Kẹo ngọt quá! Giọng nói của Tiểu Kiệt khiến cho Kiều Nhã Linh thoáng giật mình, kéo cô trở về thực tại. Hoàng Tuấn Khải vẫn luôn nhìn Kiều Nhã Linh, thấy vẻ mặt mơ màng của cô, anh không khỏi cười nhẹ tiếng cười của anh khiến gương mặt khó khăn lắm mới bình thường trở lại của kiều nhã linh hồng lên lần nữa đến hai cái tay cũng đỏ rực kiều nhã linh cắn môi sao anh lại tự nhiên đút kẹo cho cô chứ hành động của anh vô cùng thân mật mặt của kiều nhã linh như muốn bốc hỏa lúng túng không biết phải làm sao tiểu kiệt chớp chớp mắt nhìn kiều nhã linh lo lắng hỏi chị ơi chị ốm ạ à? kiều nhã linh sừng sốt sao em lại hỏi thế tiểu kiệt thật thà nói tay mặt chị đỏ quá ạ à? kiều nhã linh hoàng tuấn khải bật cười thành tiếng nhìn bộ dạng ngượng ngùng của cô trong lòng anh vô cùng vui vẻ tiểu kiệt không biết mình nói sai điều gì mà chị xinh đẹp với ba lại trông có vẻ khác lạ như thế tiểu kiệt đang bị sốt nên mặt cậu lại rất đỏ chị xinh đẹp mặt cũng đỏ như vậy không phải là đang bị ốm sao kiều nhã linh mất tự nhiên nói chị không bị ốm em đừng lo chỉ là có chút nóng thôi tiểu kiệt hiểu ra vấn đề không nói gì nữa kiều nhã linh vươn tay phải nhẹ lên trên mặt cô trở nên vô cùng bối rối hoàng tuấn khải vẫn luôn luôn ở sau cô sự tồn tại của anh khiến cho cô không thể làm lơ được hoàng tuấn khải đột nhiên tiến sát lại lồng ngực của anh chạm nhẹ vào lưng cô kiều nhã linh như động phải lửa hốt hoàng đứng dịch ra kiều nhã linh quay lại nhìn anh cắn môi nói anh anh đừng có đứng gần như vậy hoàng tuấn khải nhìn vào đôi mắt long lanh nước của cô trái tim mềm nhũn không ngờ chỉ với một hành động nhỏ của anh cũng đã khiến cho cô ngại ngùng đến mức này. Hoàng Tuấn Khải mỉm cười, anh không có hành động gì thêm, chỉ đứng yên nhìn cô. Kiều Nhã Linh cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc, xua đi cảm giác sao động trong lồng ngực của mình. Kẹo ở trong miệng dần dần tan hết, Kiều Nhã Linh có chút lơ đãng, cô thầm nghĩ, kẹo thật sự rất ngọt. Tiểu Kiệt cũng mới ăn xong một viên kẹo, thằng bé vẫn còn muốn ăn nữa, vậy nên kéo tay của Kiều Nhã Linh nũng nịu nói, chị ơi em ăn một viên nữa có được không ạ à? tiểu kiệt là một đứa trẻ rất thích ăn đồ ngọt thế nhưng hoàng tuấn khải không mấy khi cho cậu ăn bây giờ có kiều nhã linh ở đây nên cậu mới dám đòi cô cho ăn thêm kẹo kiều nhã linh nghe tiểu kiệt nói vậy theo bản năng trả lời ăn kẹo nhiều bị sâu răng đấy như vậy thì sẽ không ai cần nữa đâu nói xong câu nói này không chỉ có kiều nhã linh mà hoàng tuấn khải cũng đứng hình hoàng tuấn khải lập tức bật cười ánh mắt tràn ngập sự dịu dàng thì ra cô vẫn còn nhớ rất nhiều thứ hồi trước kiều nhã linh hay ăn kẹo anh vì sợ cô bị sâu răng nên mới nói như vậy để dọa cô ai ngờ đến bây giờ cô vẫn còn nhớ ánh mắt khi ấy của cô anh chưa từng quên dẫu đó chỉ là một lời nói hết sức bình thường của anh nhưng đối với cô nó lại rất có sức ảnh hưởng kiều nhã linh quả nhiên là từ đó không dám ăn kẹo nữa còn vô cùng lo sợ anh sẽ bỏ rơi cô từ khi quen biết kiều nhã linh đó là lần đầu tiên anh thấy cô bất an như thế giống như thể cả thế giới này ruồng rẫy cô vậy cô chỉ có thể bấu víu lấy anh hoàng tuấn khải sau này chưa từng nói không cần cô một lần nào nữa nhưng chính cô lại là người rời khỏi anh kiều nhã linh lúng túng nhìn hoàng tuấn khải ừ, cái này có những thứ giống như đã ăn sâu vào trong tiềm thức. Điều chúng ta không buông bỏ được nhất định không phải là người xưa mà chính là kỷ niệm. Kiều Nhã Linh trở nên bối rối vô cùng khi buột miệng nói ra câu nói đó. Cũng bởi vì hành động ban nãy của anh khiến cô đắm chìm trong hồi ức. Không phân biệt được hiện thực với quá khứ mà nói ra những lời như thế. Tiểu Kiệt nghe cô nói vậy thì mặt biến sắc. Thằng bé lắc đầu nguội nguậy. Em không ăn nữa đâu. Tiểu Kiệt trở nên vô cùng căng thẳng cậu sợ rằng chị xinh đẹp sẽ không cần mình nữa xa kiều nhã linh một đêm thôi mà cậu đã ốm thành như vậy nếu như chị xinh đẹp mà rời bỏ cậu thì cậu sống không nổi mất kiều nhã linh bây giờ đã trở thành một người vô cùng quan trọng đối với tiểu kiệt cậu chỉ muốn mãi mãi ở bên cô tiểu kiệt vội vàng túm lấy tay của kiều nhã linh hoang mang nói chị ơi chị đừng vứt bỏ em nhé kiều nhã linh chỉ buột miệng nói như vậy chứ không hề có ý nói không cần tiểu kiệt nữa Nhìn thấy Tiểu Kiệt lo lắng đến thế, Kiều Nhã Linh có chút tự trách. Cô dịu dàng nói, đương nhiên rồi, chị làm sao có thể không quan tâm đến Tiểu Kiệt cơ chứ? Chị chỉ nói đùa thôi, em đừng để ý. Tiểu Kiệt thở phào nhẹ nhõm, cậu nhóc ôm chặt lấy Kiều Nhã Linh, tựa như vẫn chưa an tâm cho lắm. Bây giờ chỉ khi chạm vào cô, cảm nhận hơi ấm của cô, như vậy thì mới chứng tỏ cô đang thật sự ở bên cậu. Những gì xảy ra ngày hôm qua đã khiến cho Tiểu Kiệt lo được lo mất, cậu rất sợ sẽ không thể nhìn thấy cô nữa hoàng tuấn khải lặng người nhìn tiểu kiệt biểu hiện bây giờ của thằng bé giống hệt với kiều nhã linh năm ấy khi anh nói sẽ không ai cần cô hoang mang lo sợ căng thẳng tất cả chúng đều hiện rõ trong mắt của tiểu kiệt và kiều nhã linh cả hai đều là những người thiếu thốn tình yêu thương nên khi gặp được người lấp đầy khoảng trống đó họ bắt đầu trở nên ỉ lại vào người kia giống như một kẻ chơi với giữa dòng sông túm được chiếc phao cứu sinh, cứu vớt bọn họ khỏi sóng nước dữ dội, nếu đến cả nó cũng dụ bỏ họ, họ sẽ rơi vào hố sâu của sự tuyệt vọng. Kiều Nhã Linh vuốt tóc của Tiểu Kiệt ân cần nói: "Nhưng Tiểu Kiệt phải thật ngoan ngoãn nhé, ăn uống đầy đủ, uống thuốc đúng giờ để mau khỏe mạnh, như vậy thì chị sẽ ở bên em." Kiều Nhã Linh sợ rằng thằng bé không nghe lời của Hoàng Tuấn Khải, vậy nên nhắc nhở thằng bé trước. Tiểu Kiệt sẽ làm bất cứ điều gì chỉ cần Kiều Nhã Linh không rời xa cậu, kể cả việc uống thuốc đắng ơi là đắng. Cậu muốn ở trong mắt của Kiều Nhã Linh mình là một đứa trẻ biết vâng lời như vậy thì cô mới yêu thương cậu. Tiểu Kiệt vội vàng gật đầu nói: Vâng ạ, à, em nhất định sẽ uống thuốc đầy đủ, chị cứ yên tâm. Trước đó bởi vì không được gặp Kiều Nhã Linh nên Tiểu Kiệt mới không chịu uống thuốc, tinh thần cũng trở nên vô cùng tồi tệ. Thế nhưng bây giờ Kiều Nhất Linh đã ở đây, Tiểu Kiệt rất vui, càng muốn mình mau chóng khỏi bệnh để được đi chơi với cô. Hoàng Tuấn Khải nghe vậy thì nhách miệng nói, có đúng không đây, mấy tiếng trước ai còn không nghe lời, vùng vằng không chịu uống thuốc hả? Tiểu Kiệt hiện tại giống như một chú cún con đang vẫy đuôi với Kiều Nhã Linh, hoàn toàn khác biệt so với mấy tiếng trước. Hoàng Tuấn Khải có chút ghen tị, người ba này trong mắt của nó càng ngày càng không có địa vị rồi. Tiểu Kiệt phòng má hỏi, chú chú đừng có mà nói điêu ai không uống thuốc chứ chẳng qua là đắng quá nên nên cháu định chút nữa mới uống đúng lúc chị đến thì chị bón thuốc cho cháu thôi tiểu kiệt lo lắng quay sang nói với kiều nhã linh chị chị đừng có tin chú nhé kiều nhã linh buồn cười nhìn tiểu kiệt thật ra cô cũng biết là tiểu kiệt trước đó không chịu uống thuốc rồi nhưng cô không có nói gì cả hoàng tuấn khải trừng mắt nhìn con trai mình thằng bé dám nói không thành có Lúc Kiều Nhã Linh chưa xuất hiện thì chống đối lại anh, mặc anh bào ban nhẹ nhàng như thế nào thì cũng không để ý. Thế nhưng bây giờ thằng bé lại nói dối vì sợ Kiều Nhã Linh ghét bỏ mình. Vậy còn anh thì sao đây? Tiểu Kiệt lẻ lưỡi, trêu người Hoàng Tuấn Khải. Anh tức điên người, thế nhưng không làm được gì mà chỉ có thể bực bội lườm thằng bé một cái. Cho lại còn không chịu thừa nhận sao? Hoàng Tuấn Khải lạnh giọng nói, Tiểu Kiệt cứng đầu nói. Có mà chú mới không nghe lời ấy. Chị ơi, chú vừa xấu người vừa xấu nét, đúng là đáng ghét mà. Tiểu Kiệt ôm cổ Kiều Nhã Linh nói. Chị sau này bỏ mặc chú đi nhé. Chú hư lắm, không xứng đáng được yêu thương đâu. Hoàng Tuấn Khải... Có đứa trẻ nào lại nói ba mình như vậy không kia chưa? Anh cảm thấy như thể mình đã nuôi ong tay áo vậy. Kiều Nhã Linh bật cười, nghe hai người này đấu khẩu mà cô toát cả mồ hôi. Hoàng Tuấn Khải lại đi đôi co với đứa trẻ con như Tiểu Kiệt. Kiều Nhã Linh không nhịn được nở nụ cười, thì ra, anh cũng có mặt đáng yêu như vậy. Hoàng Tuấn Khải bị Tiểu Kiệt chọc tức đến nỗi gương mặt xám xịt. Tiểu Kiệt quả thật là biết đả kích người khác. Tiểu Kiệt và Hoàng Tuấn Khải, mắt lớn chừng mắt nhỏ. Tiểu Nhã Linh sợ hai người này lại tiếp tục rằng co, vội nói. Được rồi, đừng cãi nhau nữa. Tiểu Kiệt nhớ phải nghe lời chú, biết chưa? Nếu chị không có ở đây thì em vẫn phải uống thuốc. Tiểu Kiệt gật đầu thật mạnh. Em biết rồi ạ. Kiều Nhã Linh mỉm cười dịu dàng, cô đặt Tiểu Kiệt nắm lên trên giường, đắp chăn cho thằng bé. Tiểu Kiệt cũng đã thấm mệt, thế nhưng vẫn cứ không chịu ngủ, đôi mắt mở to nhìn cô. Tiểu Kiệt đưa bàn tay mũ mĩm ra khỏi chăn, nắm lấy ngón tay cô, nhỏ giọng nói. Chị ơi, chị đừng bao giờ rời xa em nhé. Ánh mắt của Tiểu Kiệt chất chứa sự lo lắng và buồn bã. Thằng bé dường như rất sợ sự chia ly. Kiều Nhã Linh bất giác cảm thấy đau lòng, thằng bé này rốt cuộc đã phải chịu những tổn thương gì mà luôn luôn cảm thấy bất an như vậy tiểu kiệt không có mẹ thế nên khi gặp kiều nhã linh cậu nhận được sự yêu thương ấm áp từ một người phụ nữ khiến cậu vô cùng tham luyến sự dịu dàng của cô làm cho trái tim cậu tan chảy cậu chưa từng mong mỏi được ở bên ai cô chính là người đầu tiên ánh mắt của kiều nhã linh vừa xót xa lại vừa mềm mại cô nhẹ nhàng thơm lên trán của tiểu kiệt thầm thì chị sẽ mãi ở bên em Kiều Nhã Linh ở thêm với Tiểu Kiệt một lúc nữa, giúp thằng bé ăn cháo và uống nước điền giải, sau đó thì lại bón thuốc một lần nữa. Tình hình bây giờ của Tiểu Kiệt đã ổn hơn lúc trước, cũng đã tỉnh táo hơn nhiều. Tiểu Kiệt rất vui khi Kiều Nhã Linh ở đây, thằng bé quấn lấy cô không rời. Kiều Nhã Linh vừa dịu dàng chăm sóc, vừa tán gẫu với thằng bé. Tâm trạng của cả hai đều vô cùng tốt, Hoàng Tuấn Khải cảm thấy mình ở lại có chút thừa thãi, dù sao thì đã có Kiều Nhã Linh ở đây, Tiểu Kiệt cũng khá hơn rồi. Hoàng Tuấn Khải mở cửa phòng, quay lại nói với Kiều Nhã Linh và Tiểu Kiệt, hai người cứ ở đây nhé, anh về phòng một chút. Kết quả không có một ai thèm để ý đến anh, đến một ánh mắt cũng không buồn nhìn. Hoàng Tuấn Khải Hoàng Tuấn Khải thở dài, lặng lẽ đóng cửa lại, rồi trở về phòng mình, anh ngả người trên giường, cơ thể anh nặng trịch và mệt mỏi hoàng tuấn khải bóp chán ngày hôm nay quả thật là có quá nhiều chuyện xảy ra anh kiệt sức rồi đôi mắt của hoàng tuấn khải vằn tơ máu dần dần khép lại kiều nhã linh nhìn đồng hồ đã mấy tiếng trôi qua kể từ khi cô đến đây kiều nhã linh cảm thấy cũng đã muộn hơn nữa công việc ở công ty còn đang bị cô bỏ dở cô phải nhanh chóng quay trở lại tiểu kiệt bây giờ đã hạ sốt rồi trông thằng bé tươi tỉnh hơn rất nhiều kiều nhã linh cũng thấy an tâm Tiểu Kiệt vẫn còn đang díu dít kể chuyện với cô. Kiều Nhã Linh nhẹ nhàng đứng dậy nói. Tiểu Kiệt, bây giờ chị phải trở lại công ty rồi. Kiều Nhã Linh cầm túi sách, dịu dàng xoa đầu của Tiểu Kiệt. Thấy em không có vấn đề gì thì chị cũng đỡ lo phần nào. Em chịu khó ăn uống đầy đủ và uống thuốc đúng giờ nhé. Tiểu Kiệt đứng hình mất mấy giây, sau đó cuống quýt hỏi. Chị, chị phải đi sao ạ? Tại sao chứ? Em thường chị sẽ ở đây với em. Tiểu Kiệt vô cùng hoang mang, nhìn kiều nhã linh ngón tay túm chặt lấy vạt áo của cô cơ thể ghẽ run rẩy cậu đã hứa với cô là sẽ ngoan ngoãn vâng lời rồi mà tại sao cô vẫn muốn đi chứ cậu mới chỉ được ở bên cô có một lúc thôi cậu vẫn còn chưa thấy mãn nguyện nỗi lo lắng không được nhìn thấy cô nữa lại ập đến tiểu kiệt nhào tới túm chặt lấy eo của kiều nhã linh vùi mặt vào người cô tội nghiệp nói chị chị đã nói sẽ ở bên em mà phản ứng dữ dội của tiểu kiệt khiến cho Kiều Nhã Linh có chút bất ngờ. Thằng bé dường như đang mất bình tĩnh. Kiều Nhã Linh vội vàng đặt túi sách xuống, cúi người ôm lấy Tiểu Kiệt dịu dàng nói. Tiểu Kiệt, không phải là chị không muốn ở bên em nữa đâu. Chỉ là chị vội vàng đến đây mà vẫn chưa xin nghỉ việc, thế nên phải quay lại công ty thôi. Sau đó chị sẽ đến thăm Tiểu Kiệt nữa mà, em đừng buồn. Kiều Nhã Linh nhẹ nhàng xoa lưng của Tiểu Kiệt để chấn an thằng bé. Cơ thể của Tiểu Kiệt vẫn không ngừng run rẩy. Kiều Nhã Linh vô cùng xót xa. Chuyện ngày hôm qua có lẽ đã trở thành bóng ma tâm lý trong lòng của thằng bé. Không nhìn thấy cô, Tiểu Kiệt sẽ không yên tâm, luôn luôn lo sợ rằng hai người sẽ vĩnh viễn không được gặp lại. Kiều Nhã Linh cũng hiểu được phần nào tâm trạng của Tiểu Kiệt. Cô khẽ nói, Tiểu Kiệt ngoan, giờ em ngủ một giấc đi, đến khi nào tỉnh giấc thì sẽ lập tức nhìn thấy chị, chị hứa đây. Tiểu Kiệt vẫn không chịu buông Kiều Nhã Linh ra, hai cánh tay nhỏ bé cố hết sức níu cô lại. Chị không thể ở lại với em được sao ạ? À? Đôi mắt trong suốt của Tiểu Kiệt ngập nước, trông vô cùng đáng thương. Gương mặt của thằng bé vẫn còn nhợt nhạt và yếu ớt. Bộ dạng tội nghiệp của thằng bé khiến cho Kiều Nhã Linh không sao cất nổi lời. Kiều Nhã Linh do dự, công việc không thể nào bỏ đấy được. Ban đầu vì cô quá lo lắng cho Tiểu Kiệt nên mới vội vã chạy đến đây. Tiểu Kiệt giờ đã không sao, ở nhà họ Hoàng cũng có rất nhiều người chăm sóc thằng bé nữa, vậy nên cô mới yên tâm rời đi. Thế nhưng bây giờ, Tiểu Kiệt nhất quyết níu cô lại, ánh mắt van này của thằng bé khiến cô không thể từ chối. Kiều Nhã Linh cắn môi, nhưng mà... Tiểu Kiệt dưng dưng, chỉ cần chờ cô nói không, nước mắt sẽ lập tức trào ra. Những lời muốn nói của Kiều Nhã Linh đều nuốt ngược vào trong, cô hoàn toàn đầu hàng trước Tiểu Kiệt rồi. Kiều Nhã Linh thở dài bất đắc dĩ, tiểu kiệt vẫn ủy khuất nhìn cô kiều nhã linh không đành lòng khi nhìn thấy thằng bé như vậy cuối cùng cô nói thôi được rồi giờ chị ở đây với em gương mặt của tiểu kiệt lập tức bừng sáng nụ cười rạng rỡ trên môi thằng bé hét lên đầy sung sướng tuyệt quá chị đồng ý rồi kiều nhã linh bật cười tiểu kiệt vui như vậy cũng khiến cô cảm thấy thoải mái kiều nhã linh nghĩ thôi thì nghỉ việc một hôm vậy cùng lắm là bị phạt trừ lương mà thôi Tiểu Kiệt trở nên vui vẻ hoạt át như thường ngày, nắm chặt tay cô không buông, cái miệng nhỏ liên tục hoạt động. Tiểu Kiệt cho rằng đây là lần đầu tiên Kiều Nhã Linh đến đây, vì vậy muốn cô tham quan phòng của mình. Chị, chị thấy phòng của em có đẹp không? Ở kia có rất nhiều bộ xếp hình robot mà em thích đó. Tiểu Kiệt hí hưởng nói, Kiều Nhã Linh nhìn quanh căn phòng, đây là nơi vô cùng quen thuộc với cô, bây giờ đã có chút khác lạ. Vị trí của bàn ghế, giường không thay đổi. Chỉ có những đồ đạc vốn thuộc về con gái đã được chuyển đi hết Thay vào đó là những thứ phù hợp với lứa tuổi trẻ con Đồ chơi được trưng bày khắp nơi Ở góc phòng còn có một giá sách thiếu nhi vô cùng đáng yêu Ánh mắt của Kiều Nhã Linh thoáng trở nên buồn bã Người xưa thay đổi, cảnh vật cũng thế Tiểu Kiệt không nhận ra tâm trạng khác thường của Kiều Nhã Linh Lòn tòn xuống giường lấy mấy món đồ chơi đưa cho Kiều Nhã Linh Trên mặt nở nụ cười ngây ngô Đây là con robot em thích nhất tặng cho chị đó. Kiều Nhã Linh cười gượng nói: "Cảm ơn em, phòng của em đẹp lắm." Tiểu Kiệt vui vẻ nói: "Chú Tuấn Khải trang trí cho em đó." Kiều Nhã Linh có chút ngạc nhiên, vậy sao? Căn phòng này được bày biện ấm áp và đáng yêu, trên tường còn có nhiều hình vẽ hoạt hình nữa. Kiều Nhã Linh không nghĩ vì Tiểu Kiệt mà Hoàng Tuấn Khải lại làm những điều này, cô cho rằng đây vốn sẽ là căn phòng dành cho con trai của anh cũng nên. Nghĩ như vậy, Kiều Nhã Linh có chút bần thần căn phòng cô gắn bó cả thời niên thiếu, giờ đây lại dễ dàng trở thành phòng của người khác. Tiểu Kiệt nghịch một lúc thì thấm mệt, cậu nhóc vẫn còn đang ốm, cơ thể có chút khó chịu. Thấy mặt của Tiểu Kiệt hơi tái đi, Kiều Nhã Linh vội vàng bế cậu nhóc lên, đặt lên trên giường. Tiểu Kiệt ngả đầu lên gối, dẫu rất muốn ngủ, nhưng cậu vẫn cố hết sức để mở to mắt. Kiều Nhã Linh đã nói sẽ ở lại với cậu, nhưng cậu vẫn thấy không an tâm, sợ khi cậu ngủ, cô sẽ đi mất. Tiểu Kiệt nũng nịu nói với Kiều Nhã Linh, "Chị ơi, em hơi mệt rồi, chị ngủ cùng với em nhé." Kiều Nhã Linh sừng sốt, ngủ cùng với Tiểu Kiệt ư? Ừ, Kiều Nhã Linh bỗng chốc lơ đễnh, dù sao thì đây cũng là phòng của Kiều Nhã Linh suốt 12 năm qua. Đã 3 năm rồi cô mới trở lại đây, ánh nắng ấm áp tràn qua ô cửa, bón lên trên mu bàn chân của Kiều Nhã Linh. Cô bỗng chốc giật mình đứng dậy, Tiểu Kiệt ngơ ngác nhìn cô, thằng bé không hiểu chuyện gì xảy ra cả, vẫn cứ nhỏ giọng nảy nỉ. Chị, ngủ cùng em có được không? Khi Hoàng Tuấn Khải tỉnh lại thì đã là hơn nửa tiếng trôi qua, anh nặng nề ngồi dậy bước ra ngoài. Giấc ngủ tuy ngắn nhưng đã khiến cho anh dễ chịu hơn đôi chút, cơ thể cũng bớt mệt mỏi hơn. Hoàng Tuấn Khải đi xuống dưới nhà, dặn dò dì Lam làm cơm trưa, sau đó thì đi lên phòng của Tiểu Kiệt. Hoàng Tuấn Khải vừa đặt chân đến cửa thì nghe thấy giọng nói của Tiểu Kiệt vang lên. Hoàng Tuấn Khải khựng người lại, anh không bước vào mà lại đứng yên ở bên ngoài. Tiểu Kiệt cầm tay của Kiều Nhã Linh lắc lư. Chị lên đây nằm với em đi mà. Kiều Nhã Linh lặng lẽ nhìn chiếc giường rồi lại nhìn Tiểu Kiệt. Thằng bé nhìn cô bằng ánh mắt cầu xin. Trái tim của Kiều Nhã Linh bỗng chốc nhói lên. Kiều Nhã Linh buồn bã thờ dài. Đây vốn là nơi cô đã từng thoải mái nô đùa. Cùng cô trải qua những tháng ngày rực rỡ của tuổi trẻ. Khắp nơi tràn ngập những dấu ấn thuộc về cô. Dẫu đã được sửa sang rất nhiều nhưng vẫn không thể xóa hết. Ngôi nhà này, căn phòng này từng gắn liền với tuổi thơ của Kiều Nhã Linh, nhưng bây giờ cô đã không còn có bất cứ liên quan gì đến nó nữa. Cô không phải là người nhà họ Hoàng, sự xuất hiện của cô ở đây thật là mỉa mai. Cô không có tư cách để đặt chân tới nơi này, cô cũng chán ghét, phải nhìn thấy nó. Kiều Nhã Linh bỗng thấy hối hận vì đã đồng ý với Tiểu Kiệt ở lại nhà họ Hoàng. Ký ức giống như là dòng nước nhấn chìm cô, khiến cô ngập ngụa trong đau khổ. Kiều Nhã Linh lặng lẽ rút tay của Tiểu Kiệt ra, cô nói khẽ: "Tiểu Kiệt, xin lỗi em, chị không thể ngủ với em được." Tiểu Kiệt mở to mắt hoang mang hỏi: "Tại sao ạ?" À? Kiều Nhã Linh cắn môi áy náy nói: "Có lẽ chị cũng phải rời đi nữa." Kiều Nhã Linh không muốn làm Tiểu Kiệt thất vọng, nhưng cô thật sự chỉ muốn lập tức bỏ chạy khỏi nơi này, nếu không phải vì Tiểu Kiệt, Kiều Nhã Linh đã không bao giờ đặt chân vào căn nhà này một lần nào nữa. Nơi đây có quá nhiều kỷ niệm vui vẻ lẫn hồi ức đau khổ, ở lại chỉ khiến cho cô thêm bức bối mà thôi. Tiểu Kiệt lo lắng ngồi dậy, bất an nói. Chị ơi, chị giận gì em sao? Kiều Nhãn Linh vội vàng nói. Không có, chị làm sao có thể giận em được chứ? Tiểu Kiệt xị mặt. Chị đã nói ở đây với em rồi kia mà, sao giờ lại muốn đi? Nếu không phải vì em thì tại sao chứ? Từ nãy đến giờ mọi thứ vẫn tốt mà. Mắt của Tiểu Kiệt thoáng chốc đỏ lên, Thằng bé dưng dưng nhìn cô đầy đáng thương. Bàn tay của Tiểu Kiệt vụng về đưa lên lau nước mắt. Chồng tội nghiệp đến mức khiến cho người ta xót xa. Mới bàn nãy thôi, cậu đã hạnh phúc biết bao khi Kiều Nhã Linh đồng ý ở bên cậu. Thế nhưng bây giờ cô lại đột ngột nói không thể ở lại. Tiểu Kiệt vừa buồn bã, vừa sợ hãi. Cậu cứ tưởng rằng mình làm gì sai khiến cho Kiều Nhã Linh không vui. Vậy nên cô mới không cần cậu nữa. Kiều Nhã Linh bối rối lại gần Tiểu Kiệt. Cô không biết giải thích cho thằng bé như thế nào cả. Chẳng nhẽ cô lại nói, đây chính là căn phòng của cô, việc ở lại đây khiến cô đau khổ ư? Ừ, Tiểu Kiệt chỉ là một đứa trẻ, thằng bé không thể hiểu được cảm giác hiện giờ của cô. Kiều Nhất Linh nửa muốn trốn chạy, nửa muốn ở lại. Cô rất đau lòng khi chứng kiến Tiểu Kiệt buồn bã, nhưng ở lại đây khiến cô cảm thấy dày vò vô cùng. Kiều Nhất Linh dịu dàng lau nước mắt cho Tiểu Kiệt, nhẹ nhàng nói, không phải vì em đâu, chị rất yêu quý em, em cũng biết mà, chỉ là chị không phải là người thuộc về nơi này, vì vậy chị đi thì tốt hơn. Kiều Nhãn Linh vừa dứt lời, cánh cửa phòng bật mở, đập mạnh lên trên tường tạo thành một tiếng kêu vang dội Kiều Nhãn Linh và Tiểu Kiệt giật mình, quay lại thì nhìn thấy Hoàng Tuấn Khải đang đứng ở cửa, sắc mặt anh rất tệ. Về Tiểu Tụy lúc trước đã không còn, nhưng trong mắt lại vằn vện tia máu đáng sợ. Kiều Nhãn Linh không ngờ Hoàng Tuấn Khải lại xuất hiện đột ngột. Chuyện cô nói với Tiểu Kiệt, chắc anh cũng đã nghe thấy rồi. Kiều Nhãn Linh trở nên lúng túng. Sao anh... Hoàng Tuấn Khải lạnh lùng nói, em muốn rời khỏi đây sao? Kiều Nhãn Linh cụp mắt, cô túm chặt vạt áo của mình, hít vội một hơi nói. Đúng, tôi nghĩ mình nên rời khỏi đây. Hoàng Tuấn Khải đột nhiên tiến lại gần Kiều Nhãn Linh, gương mặt anh xa sầm ánh mắt gắt gao bám giết lấy cô. Kiều Nhãn Linh hoảng loạn, lùi người lại, Hoàng Tuấn Khải nhanh chóng bắt lấy tay cô, kéo cô về phía mình. Khi nghe cô nói cô không thuộc về nơi này, cô không muốn ở lại đây, trong lòng anh vô cùng khó chịu, như có ngàn vạn con kiến đang cắn xé trái tim. Quan hệ 12 năm giữa hai người bọn họ bị cô dễ dàng phùi sạch, tựa như anh chẳng là gì đối với cô cả. Gương mặt của Hoàng Tuấn Khải kéo căng ra vì tức giận, anh bừng bừng lừa giận nhìn Kiều Nhãn Linh, anh siết chặt tay cô, lạnh giọng nói em đừng có nhiều chuyện nói ở đây rồi thì cứ ở đây đi bây giờ lại đòi về là sao chứ em chê ngôi nhà này không xứng với em sao kiều nhã linh em đừng có mà chối bỏ quá khứ như vậy kiều nhã linh cắn môi cô đương nhiên biết mình đã ở đây bao nhiêu năm ngôi nhà này đã từng vô cùng gắn bó như một phần máu thịt của cô vậy nên bây giờ cô mới không có cách nào ở lại đây được kiều nhã linh hất tay anh ra bực bội nói không có liên quan gì đến anh hoàng tuấn khải nghiến răng nói không liên quan gì đến anh sao? Được lắm, vậy thì em đã hứa với Tiểu Kiệt rồi, đừng có mà đặt lọng như thế. Cứ ở đây ngủ với Tiểu Kiệt một đêm đi, với cả... Ánh mắt của Hoàng Tuấn Khải âm u, đừng bao giờ nói mấy lời như vậy nữa. Hoàng Tuấn Khải nói rồi quay lưng bước ra ngoài, cánh cửa đóng sầm một cái, Kiều Nhã Linh đứng chôn chân tại chỗ. Anh nói như vậy là có ý gì chứ? Kiều Nhã Linh muốn hỏi anh cho ra nhẽ. Anh vốn dĩ chẳng có tư cách nói những lời đó với cô. Cô muốn ở đây hay không là quyền của cô. Anh hành xử cứ như thể cô đã làm tổn thương anh vậy. Kiều Nhã Linh thơm lên chán của Tiểu Kiệt một cái, ái nái nói. tôi này chị sẽ đến thăm em. Kiều Nhã Linh nói rồi vội vàng đuổi theo Hoàng Tuấn Khải. Tiểu Kiệt nãy giờ chứng kiến ba và chị xinh đẹp cãi nhau mà không hiểu gì cả. Tiểu Kiệt mặt buồn thiêu hai người này rốt cuộc là lại làm sao nữa. Không biết. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 22 của bộ tiểu thuyết tình cảm mang tên Yêu em đến thiên trường địa cửu, tác giả Mori qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh MC Phương Thúy các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.